yêu. Chị phải quay em, quay em cho biết là cái mặt em bây giờ như thế nào. Ê nhưng mà lên hình thì lại không sao nhỉ? Rất đẹp. Nhưng mà nhìn ở ngoài chị thấy ghê. Không, em chưa bao giờ ghê cho chị ơi. Ê nhìn ở trên ấy thì cũng được. Ở ngoài thì anh ơi, anh có thấy cái makeup của chị hôm nay có vấn đề không? Hai con mắt có nhiều. Ồ, hai con mắt nó chớp chớp giống như là nó giống sắp khóc với anh. Hơn hơn. Giờ như bị bệnh như sắp khóc bà nội tôi. Nó sắp khóc ấy. Chứ không hề giống bị bệnh một chút nào. Gì đây chị? Ăn quà sinh nhật. Tại em biết sao không? Nó tặng em cái bông tai Chanel. Bây giờ em là chị của nó mà em không có chơi lại thì nó kỳ đúng không? Nhục lắm. Nhục, rất nhục. Mà chị đi Chanel Việt Nam thì nó không có tức là không có kích thích cái style mà chị thích. Chị là đi Thái Lan nghe thuê thì mới có cái hàng mà đẹp cho em. Bây giờ nằm đây, em thấy ghê không? Đây. Nó chỉ có cái mùa đông hay gì đó, nó Christmas thì nó mới làm cái mới luôn, nó hoàn toàn mới luôn nhưng nó không có giống như màu trắng đó nha. Ở đây còn có bông hoa nha mọi người nha. Mở thử xem nào. Cha cha cha. Anh đợi em chút xíu nha. Anh đợi em chút xíu nha. Cho em hưởng nốt cái không khí này. Để em xem nào. Xuống. Không, em rơi thật đó, em xúc động, em run thế này chị ơi. Vừa run. Sáng chưa được ăn gì nên là run thế này. Cái này nó hơi nhiều thứ. Hơi nhiều thứ hen, chưa gì hen. Thì nên như thế nào? Thực ra chị coi cái này mà chị muốn lấy luôn. Ờ chị coi nào, trời ơi muốn lấy luôn. Nào, xong nè. Đẹp không? Đẹp không? Anh nhìn đi, anh nhìn đẹp lắm. Em lựa chọn rất xuất sắc. Ôi. Sao nói đi anh Sệt, nói đi. Đẹp không? Sao nói đi? Anh nói đẹp tới mức cầu mặt bao, em muốn lấy luôn anh tin không? Thôi lấy đi. Tại em mua cho nó mà em còn trong đời gì rồi. Trời, mình nên lấy luôn á, em phải nghĩ vậy luôn á. Mà em bóng liền luôn á. Em cảm ơn chị. Chị cũng sinh nhật hiền dạ. Tuy là hơi trễ nhưng mà tại vì bây giờ không có kết quả nó đẹp, em hiểu không? Tống hiểu nha. Người nổi tiếng bao giờ cũng phải ra cuối cùng á chị. Ôi vậy. Ha phải hit nhất đấy chị. Chứ làm sao mình phải làm cuốn lớn rồi mình giặt hai con nữa. Thôi bây giờ làm tóc cho chồng chị lại đi em. Chồng chị chờ nãy giờ tốn nhiều. Ôi quên chơi chứ. Nhưng mà trong khi sao chồng chị